nhà tiền chế 3 tầng, khá là chiêu. Đây, đây là tầng 3 đấy. Đấy, mọi người sẽ thấy khu trên này sẽ là một cái khu trên này sẽ là một cái khu như thế này này, cà phê. Cái tầng 3 nhìn này, còn có cả cái lưới để mọi người có thể check in ở đây, làm ở đây check in. Vừa tạo một hành lang luôn, khá là an toàn, khá là hay. Phía dưới nó có một cái sân khấu âm nhạc. Bên này cũng là khu gian hàng với bánh mì, bánh ngọt, đồ ăn vặt. Đấy, bên này là cái khu tầng 2 đây, còn khu tầng 3 vậy. Đây, nó sẽ là những cái khu mà khá là ấn tượng, cũng chỉ là hệ thống cả cái tấm sân bát và có đi kéo như thế này, không còn dột nữa. Đây. Lên thế này. Mọi người sẽ thấy đấy là một cái khu vực mà được thiết kế khá là chill. Tuy nhiên nói về hiệu quả khai thác thì nó cũng phải tùy thời điểm. Đấy là cả cái khu rừng, mặc dù là rừng trồng thôi nhưng mà người ta vẫn bảo tồn được. Phía xa là thành phố Thanh Hóa. Một khu vực như thế đấy, có cả sân rồng. Mọi người thấy thế nào? Là một cái trải nghiệm tuyệt vời như thế này. Đây nha, đây là khu làng La Mông của anh Linh Anh. La Mông trong tiếng Ý có nghĩa là nó có một cái ngắn gọn, nó có nghĩa là có đôi tình yêu. 1, 2, 3, 4 căn, 5, 6, 7 căn. Đấy, bên kia có 4 cái lều đi co, tập trung để khai thác nướng BBQ, khu vực bản cung. Đấy, xin giới thiệu với mọi người trong cái hành trình check-in, hành trình về khám phá và trải nghiệm cùng Trọng Tấn. Tấm mô hình nông nghiệp, sinh thái và du lịch cộng đồng bền vững. Xin chào.